Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đại Nghĩa xin được chào đón tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Thưa quý vị, chương trình Giọng Ải Giọng Ai hân hạnh nhận được sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone. Và vào tối thứ bảy chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này để cùng cười thật vui, cùng cười thật là sảng khoái. Và có khi chúng ta sẽ được lắng nghe những bài hát, những giọng ca thật là ngọt ngào, thật là dịu dàng. Nhưng mà đôi khi đó là những giọng ca thật là khủng khiếp. Nhưng mà tất cả những điều đó cũng chỉ là mang lại những giây phút giải trí cho tất cả mọi người mà thôi. Và bây giờ thì gặp gỡ với hai gia đình quen thuộc với chúng ta trong chương trình này nha. Gia đình đầu tiên của Trường Giang, Úc Thanh Vân. Gia đình còn lại Trấn Thành, Thu Trang. Chào các em, hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây sum vầy và ấm áp. Không, ấm là có mình anh rồi à. Rồi là nắng rồi nữa nè. Chứ ai cũng mát hết á. Ở đây là người ta là mùa hè ha, mà bãi biển Honolulu. Gì? Honolulu. Honolulu hả? Dạ, Hawaii. Còn đâu hai cái người mà mùa đông Luân Đôn ở đây vậy? Nhưng mà dù sao chất liệu này của em nó cũng còn nhẹ nhàng, chứ còn của anh là nó dày mà nó nỉ. Coi như anh Nghĩa đang xông hơi đi. Ừ, bây giờ này cũng hơi thừa cân một tí. Dạ. Chứ đâu là sau cái tập ngày hôm nay anh sẽ xuống ký được rồi làm sao, đúng không? Thấy anh mặc đồ dày trong chương trình không đó mà không bao giờ thấy nớm hết trơn á. Bỏ đi cái bàn tán về cái chuyện mà cân nặng của anh nữa, đó là một cái điều mà không bao giờ mà anh thay đổi được hết á. Bây giờ thì mời tất cả các bạn, chúng ta sẵn sàng đón tiếp hai vị khách mời cái đã. Dạ. Về chỗ ngồi, xin mời. Hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là hai ca sĩ trẻ, kim nhạc sĩ nữa, dễ thương xinh xắn, đó là Thiêu Châu Như Quỳnh và Châu Đăng Khoa. Cho nơi xa em chưa thấy quen để biết rằng anh muốn cho em bình yên. Đừng sợ. The vocal, I'm the strings, yeah, it's on. And when we harmonize in our love, man, it's strong. Just wanna be with you, baby, you're my love song. Anh sẽ dìu em ngủ sâu giấc mộng dài. Đừng sợ em ơi, khi bình
tình mình kia đã sắp tới, và cơn gió lành sẽ mang anh vượt đại dương về với em. Bố đi bạc
quay ha. Cái thời trang bây giờ là mặc quần kéo cao lên rồi. Thời trang bây giờ là cao lên lại rồi. Em mượn quần chị Hà. Bởi vì anh này định hỏi đó, được mượn quần của Hồ Hà. Cái áo cũng rộng lắm nè. Thôi mọi người giả bộ làm lơ em đi được không? Ok. Đâu đẹp mà, thời trang Hàn Quốc bây giờ mà. Em thích chị. Cái đẹp nhất là trên má trái. Đây là một cái style mới của giới trẻ, một cái style mà thuộc cái trường phái mà băng bó đó nha. Châu Đăng Khoa hiện nay là một trong những nhạc sĩ mà bài hát của anh ta được rất nhiều ca sĩ đình đám hát mát tai nổi tiếng luôn. Em đang đợi anh nói là nhạc sĩ đẹp nhất mà anh thấy nói cái gì. Anh nói là cái gì? Em đang đợi anh nói rằng em là một trong những nhạc sĩ đẹp nhất showbiz hiện nay. Giang có chừng 5,000 không? Hả? Cho tôi mượn đi, tôi mua thuốc cho em nó về nó ngủ sớm nằm mơ. Không, nhưng mà Châu Đăng Khoa là một nhạc sĩ mà style như thế này là chị thấy là quá đẹp rồi. Khoa ơi, hồi nãy chị là người đầu tiên khen em đẹp mà. Cái style em rất là Hàn Quốc, rất đẹp. Nó nghe Khoa, mấy bạn cho anh xin xíu nói chuyện với Quỳnh chút. Có cảm giác như anh em chúng ta bị bỏ rơi với Quỳnh. Dạ. Em cũng là một năm qua đẹp mà đúng không? Dạ. Mà không ai thèm ngắm nhìn em. Không phải anh, thường thường cái gì mà gọi là quý nhất, hiếm nhất, đỉnh cao nhất là để nói khúc cuối. Đó, mà khúc cuối trong chương trình này là không có. Nói gì cho ta dập gì không biết. Nè mấy em, trời ơi, phải nâng niu bông hoa đẹp, dễ thương, xinh xắn, hát hay, Tiêu Châu Như Quỳnh của chúng ta nghe. Từ khi gặp Quỳnh trong chương trình này ở phía trong hậu trường là lúc đó khoảng 7 giờ mấy tối là em đã trong đầu là đã gọi là tối nay con phải về đồ của chú thôi. Có gì thích giọng Quỳnh lắm. Vậy hả? Thích lắm. Đó, bây giờ Trường Giang là có người lời mời em về đội bên đó rồi đó, em có đồng ý không? Chứ cái style của ba là em không thích rồi đó. Không, style của ba là Trang thích rồi. Ở vậy Hàn Quốc bây giờ là vậy đó. Thôi vậy ý trời định luôn rồi. Nếu như là chú để ngỏ lời chú thì con sẽ xin được về đội của chú à. Vậy thì mời Quỳnh và Khoa về nhà mà các bạn đã lựa chọn. Về con. Đó. Tránh xa tôi ra. Công ty đầu tiên vòng hóa thân. Nói cho hai khách mời của chúng ta biết một tí về luật chơi ở vòng này. Vòng này thì chúng ta sẽ có 7 nhân vật bí ẩn xuất hiện trên sân khấu và sẽ coi mỗi một người là có một cái đoạn clip ngắn giới thiệu về họ. Cuối đoạn clip họ sẽ phát âm, nói phát âm chứ thật ra thì cũng nghe không có rõ một cái âm tiết nào đâu. Nó chỉ là một cái gì nó chóe là một tí thôi. Nhưng mà phải dựa vào tất cả những cái điều mà các bạn xem được, các bạn nghe được để các bạn nhận xét và đánh giá xem người ấy hát hay hoặc là hát không hay. Và đây là 7 nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay. Xin mời. Gái ở vị trí số 1, tay cầm một cái trống. Cô ta không phải là ca sĩ, không phải là nhạc công, không phải là vũ công. Cô ta cầm cái trống để dụ con nít bởi vì cô ta là giáo viên dạy mầm non. Mời các bạn xem. Đó là những gì mà chương trình muốn chúng ta biết về cô bạn này. Cái việc còn lại là bây giờ mình phải suy luận, phán đoán xem cô ta hát hay hay dở. Thường á là cô giáo dạy mầm non thì chắc chắn không hát hay đỉnh thì cũng phải là biết hát và biết nhạc để chi, để cho các cháu nó ngủ. Mà tại sao lại đưa lên? Đưa lên thì có nghĩa là mình suy nghĩ trong đầu là biết hát đó gì đó, nhưng mà thực sự là không biết hát. Nhưng mà nếu vậy thì đưa vô làm gì? Mình nghĩ là không biết hát nhưng mà thực sự là biết hát. Có nghĩa là như vậy, thật sự ra cái thuyết âm mưu đó hoàn toàn có thể xảy ra. Là tại vì một cô giáo dạy mầm non, nếu mà đẩy cái giọng dạng lệ rơi vô thì các cháu nó làm sao ngủ được. Nhưng mà nếu mà hát hay thì đúng như Giang nói, theo thuyết âm mưu của 8,500 con người văn mùng bài mưu tính kế đằng sau lưng Điền Quân, thì mình nhìn vô mình thấy cô giáo cái mặt cũng hiền hiền, dễ thương, gần gũi với trẻ em, mình sẽ nói là y hát hay. Hát hay. Nhưng nếu như vậy thì cuộc chơi còn gì thú vị. Chi nữa, vì vậy cho nên hát hay thiệt, gương mặt này thiện cảm, mặt này là cái mặt là thanh tú nhẹ nhàng, thành thử ra em hy vọng trời sẽ không cướp đi cô ta giọng hát.
Quỳnh ơi, em hiểu gì không? Nãy giờ qua hai cái sự phân tích của Trường Giang với Trấn Thành đó. Trời căng quá anh ơi. Đó, tức là lừa của lừa của lừa. Đó. Nhưng mà chắc gì cô này là dạy mầm non. Đó, chắc gì. Nhiều khi cô dạy nấu ăn hay là cô dạy quánh trong. Với gương mặt của bạn ấy nói thì đó. Thật sự là bạn này chắc rất là dễ thương, hiền lành và cũng rất là yêu trẻ con. Nhưng mà chắc là bạn ấy không làm giáo viên mầm non đâu. Ừ. Tại vì Vân đã tiếp xúc rất nhiều những giáo viên dạy trẻ trong tuổi này, thì cái mái tóc đó, cái hàng lông mi đó thì có vẻ như là không phải là một người làm công việc chăm trẻ mỗi ngày. Cái này là cái linh cảm thôi, rằng là bạn ấy không liên quan đến không, công việc này đâu. Cái mái tóc này đúng là cũng hơi rối. Cái đoạn này thí dụ mà đang xào nuôi mà khum xuống, rồi cái nuôi nó dính như trong này, rồi cái đút con nó ăn cái khoai tây nghiền rồi nó dính vô rồi. Nè, nghe ca sĩ người ta nói nè, nói con. Dạ, em thì cũng nghĩ là chị này không phải giáo viên mầm non, tại vì là chị này rất là đẹp, nhìn dáng rất là thanh mảnh, trông giống như là một người trang điểm hoặc là bán buôn bán một mỹ phẩm, girl là như bán kem trộn. Trời ơi. Nhưng mà hát hay không? Quan trọng là hát hay không? Con nghĩ cũng có thể là hát cũng được. Có thể hát, có thể chị này sẽ biết hát. Theo cách nhìn của một nhạc sĩ dày dặn kinh nghiệm, em thấy thế nào? Em thì em nghĩ là bạn này hát không được. Vì sao? Em xem khẩu hình của bạn thì mở ra nó hơi bị kỳ. Nó khẩu hình giống như là đang đọc thơ hơn là hát. Tất cả những hình ảnh chúng ta xem đều có thể là dàn dựng hết. Tất cả đều có thể xảy ra. Và chúng ta qua người bạn số 2. Anh bạn này là một vận động viên đá bóng. Trời ơi, diễn quá ha. Đá vô nhảy lên ôm rồi nữa. Mà diễn nhất là cái ông thủ môn té này kia, té qua trái nữa. Quá trời, lạnh như đá World Cup. Dạ, kính thưa chư vị bộ thẩm đoàn, với óc quan sát của tôi, đứng từ cự ly cách xa hàng trăm cây số, tôi cũng có thể thấy được rằng ông này không có chơi đá banh. Thay vì tôi không biết sao ông đá kêu gì bụng mà bự cái à? Bụng bự bằng tiếng Luật. Không, rất nhiều người. Tại vì rồi, cái này mình đá, mình đá chơi phong trào chứ đâu phải là vận động viên chuyên nghiệp đâu, cho nên như là bạn bè trong lớp, đúng trong rồi. Trường rồi mướn okay. Sân chơi với nhau vậy đó. Vì vậy cho nên em nghĩ anh này hát không hay. Này, nghe ca sĩ người ta nói nè, con thấy sao? Anh ơi, coi chừng là bề ngoài như vậy thôi, nhưng mà là đang đánh lừa mình đó anh ơi. Tại vì là thật sự là đây là một vóc người rất là khỏe mạnh. Chơi thể thao thì mình cũng biết là có rất nhiều nghệ sĩ chơi thể thao đúng không ạ? Thì anh này cũng có thể là cũng có tham gia câu lạc bộ, rồi cũng có đi hát hò này nọ. Bởi vì em thấy cái cổ của anh khá là to. Và thì là sao, hát hay không? Không mà to thiệt chứ. Dạ. Không phải đâu. Tại vì ông đang đứng trong cái tư thế này, ông gằn xuống như này. Em nghĩ là hát ra. Quỳnh cho là hát hay. Còn dạ. Giang sao? Em thì chưa biết, để xem tiếp phần 2 đi. Còn Vân? Nãy Vân có thấy là âm thanh phát ra có vẻ cũng trầm ấm. Em thì có cảm giác là bạn này hát được. Tại vì em gặp rất là nhiều những bạn ca sĩ mà hát ở những cái quán cà phê nhỏ nhỏ hay những phòng trà, trông các bạn rất là bình thường thôi, nhưng mà khi các bạn cất giọng lên thì thật sự rất là bất ngờ. Anh bạn số 3, đầu bếp nhà hàng Nhật Bản, mời các bạn xem. Wow. Một anh đầu bếp trẻ tuổi, đẹp trai, gương mặt baby. Dạ em có ý kiến. Sao em? Dạ em nghĩ anh không phải đầu bếp đâu anh ơi. Sao vậy? Có ông đầu bếp nào Nhật Bản nào mà làm cái món mà chỉ có trứng cá không thôi. Phải gọi là show ra khả năng mà thái cá chứ hả? Nếu như vậy thì nó cũng có lý của mình chứ bộ. MC. Sao? Nhưng mà ảnh nhìn ảnh trẻ quá hả? Sao ảnh làm đầu bếp mà phụ bếp thôi. Phụ bếp mà, phụ bếp thì cũng có thể, nhưng mà không có được anh ơi. Không được anh ơi. Không có được đâu, không cho ta làm đầu bếp đâu anh ơi. Nhất quyết không cho ta làm đầu bếp. Tóc ảnh nhuộm màu hen.
cũng cao ráo, đẹp trai, phong độ đó. Em nghĩ bạn này chắc tầm khoảng 19-20 tuổi vậy à. Là có thể là đang là học sinh hoặc là dancer, làm những cái công việc nó phải bung nhiều sức. Bung nhiều sức thì chắc bạn này làm bên đội bốc vác hay là nhưng mà hát hay hay không? Không có, không đồng tình đâu. Con không nghĩ hay. Là không hay đâu. Không hay. Rồi. Ý Quỳnh nói là làm trứng ca hồi là hát không hay. Tôi đã thấy một điều quan trọng trong đoạn clip vậy rồi. Cái gì? Một chi tiết có thể làm ảnh hưởng đến giọng hát của người khác. Đúng. Exactly. Anh ta niềng ra. Niềng đó là niềng thép. Nó không phải là niềng có thể tháo ra được. Và quan trọng là ảnh mới niềng cách đây 2 ngày hay là cách đây 2 tháng. Tại vì cái clip thì dĩ nhiên mình phải quay trước. Đúng. Thì mới dựng xong giờ mới phát cho mình coi. Nhiều khi là cậu phát xong thì bây giờ ông tháo cái niềng, ông niềng cái khác rồi. Nhưng mà tôi chỉ nói anh này là không thể là đầu bếp ở một chi tiết thế này. Ông làm cái trứng cá, ông thèm le lưỡng liếm. Nãy tôi thấy có ông độn le lưỡng liếm. Không, có. Mà đầu bếp mà le cái lưỡng liếm mà lỡ nó nhiễu nước bọt vô làm sao? Về vệ sinh an toàn là người ta sẽ không tiễn một con người như vậy. Có nghĩa là cái ông này nào giờ chưa bao giờ được ăn món đó. Cái gì nữa? Bữa nay chương trình bày cái món ra trước mặt kêu em làm đi, em làm đi. Anh đang đói bụng anh ơi. Hồi nãy có một cái chi tiết, ông cầm cái nùi lá đó, ông cắm vô, nếu như đầu bếp chuyên nghiệp người ta nhẹ nhàng lắm, người ta để vô là đẹp. Còn ông cầm nguyên cái nùi lá, ông dúi như này. Cho nên chúng ta chắc chắn rằng ổng không phải là đầu bếp. Đúng, ổng niềng răng. Nhưng mà nhìn ảnh đi, với cái bên ngoài này nè, cái cảm nhận á là một người có gu, có thẩm mỹ. Có đó, nó cũng liên quan nhiều đến cái chuyện là ơi, trong chương trình này, trong nghệ thuật đó, trong chương trình này quá nhiều người đẹp gu đỉnh cao luôn, như người mẫu ra hát, trời ơi chết. Có nhiều cái mà chúng ta thấy đó là do chương trình có ban stylist chuẩn bị cho họ những bộ trang phục đẹp, còn cái này là đồ của bạn đó. Đó, mặc cái điện rất là có gu ha. Anh nghĩ rằng bạn này có máu nghệ sĩ. Đó, nhưng mà hát dở. Nhưng mà chưa chắc ai có gu đều hát em hay. Em nghĩ bạn này hát không hay. Tại vì lúc mà cũng là nhìn cái khẩu hình miệng anh, khi mà những cái người mà họ hát hay á thì cái cách mà họ phát âm ra cũng như là cái khuôn miệng của họ sẽ rất là nắng nót và có một cái kiểu khác. Em có vẻ là còn trẻ người non già. Em mới bước vô đời. Để anh Thành nói cho em nghe. Ở chương trình này có 8.362 con người ăn không ngồi rồi huấn luyện đào tạo biểu em hát hay phải không, làm cái miệng dở dở vô lãnh lương cao. Có luôn hả? Có. Là cái miệng người ta nhép như vậy em hiểu không, để lừa em chứ ai mà cho em thấy cái miệng đẹp. Suy nghĩ tiếp đi. Chúng ta qua bàn số 4. Tôi thấy cái đùi là hay rồi đó. Chưa gì để ý cái đùi của người ta làm gì anh đi ơi đi. Hãy để ý toàn thân cô ta đi, chắc khỏe mẫm mỉm tròn trịa. À, dòm là thấy Phùng Vinh ê hề đúng không? Bạn bán xôi chiên đó. Chỉ nghe được một tí xíu vậy thôi. Thường là chúng ta thấy ai mà có cái thân hình hơi tròn tròn như này, mình dễ nghĩ tới chị Sue Black. Và mình cho rằng nội lực được kia hát hay ha. Cái điều đó diễn ra trong chương trình của chúng ta không dưới 3 lần rồi. Đúng không? Thì không thể nào điều đó lặp lại một lần nữa. Thật sự ra mà nói thì cái mặt của bạn, nó đúng về mặt cảm giác á, thì là không có hay đó. Nhưng mà cái đó là cảm giác trong clip nha. Chứ còn cảm giác mà bạn đứng bằng tạo dáng ngoài này thì lại có cảm giác là hát hay. À đúng là bằng một chức giỏi thiệt. Làm cái cảm giác nó cứ lung ta lung tung ấy. Nhưng mà mình nên tin trong clip đi. Tại vì trong clip mà quay cận ấy mình thấy rõ hơn. Ở đây có đèn chiếu nhiều chưa khi chắc. Mình không thấy. Là bởi vì quay clip là các bạn có thể là không quen đóng phim. Còn mà khi quay, lên sân khấu quay clip là diễn. Lên sân khấu cái cảm giác với ánh đèn, với khán giả, với mọi thứ nó khác. Nếu như một người mà có cái máu nghệ sĩ hát được á, thì tự nhiên với tất cả những cái thứ này nó tác động tới họ, cái thần thái họ khác liền. Không, mình phải nghĩ tới chuyện nữa nè. Có những bạn nhìn vậy á, rất nội lực, nhưng mà cái giọng hát nó không có, nó hát dở. Cho nên nội lực càng đưa ra với giọng hát dở thì nó kinh khủng khiếp. Em nghĩ là ông trời công bằng, kiểu như là lấy đi cái nhan sắc á thì cho lại giọng hát, kiểu vậy, thường là như vậy. Nhưng mà riêng bạn này thì em nghĩ là bạn này hát không hay đâu. Tại vì cái mặt bạn trông rất là dễ thương và hiền lành. Mà thường những cái bạn mà hát hay và bạn biết rằng mình hát hay á, thì bạn sẽ có một cái thần thái nó khác biệt với lại như bình thường. Bạn lực, tại vì khi mà mình biết là mình hát hay và mình có tài á, thì là sự tự tin nó sẽ khác biệt với lại bạn. Còn bạn này trông rất là hiền lành và dễ thương, đúng không? Anh ơi, trông hiền lành dễ thương thì đâu có nói có nghĩa là họ hát không được đâu. Bây giờ có thể là bạn đang mệt đi,
Em nghĩ là chắc bạn đang mệt đó, tại đứng cũng hơi lâu, mặc áo Quỳnh cũng hơi nè, dày. Cũng hiền lành dễ thương nè, yeah. Ai nói hát dở đâu. Ai đó, ai nói Quỳnh hiền. Ủa vậy hả? Ôi, con hiền mà chú. Chỉ có cái là chưa bộc lộ thôi con, tùy thời điểm thôi. Em thì cũng có cảm giác là bạn này hát không hay. Tại vì giống như là Thành hồi nãy nói đó, cái cảm giác đầu tiên mình nhìn vô một người nào đó, mình tin vào cái cảm mình giác, có cảm giác. Trực giác đầu tiên của mình. Phải có cảm giác khi mình đúng nhìn rồi. Người ta. Mình cảm giác được cái người đó là cảm giác không hay. Vậy là bây giờ đây chúng ta đều có hai cái kiến đó, hay và không hay, 50-50 ngang bằng nhau ha. Tạm thời gác lại. Bạn số 5 làm công việc bán bắp nướng ở các rạp phim. Nhớ lại coi có gặp bạn ấy bao giờ chưa. Phim đâu có bán bắp nướng. Bắp nướng, bắp nướng, bắp nướng, bắp với nước á. Bắp nướng, bắp với nước. Bắp và nước, bắp với nước. Bắp nước. Bắp nước. Hết hồn, tự vô rạp phim trai mở hành kỳ lắm. Ba người khách diễn rất là tốt luôn á. Ta nói cái bạn này ha, em nhìn em thấy là không chừng là nhân viên bán thiệt. Thấy là cái động tác rất là đơn giản, không có gì diễn hết. Sao rất không là... thấy bạn này quen lắm Thành. Quen lắm bạn này, số 5 đó. Đây đi, tôi nói cho cái quen của tôi nữa. Quen không? Quen. Tôi quen luôn. Ủa vậy? Đây đi, tôi nói tại sao quen. Nếu quen thì mình loại sớm. Hồi nãy là tôi vô toilet thì tôi tia ra hai bên, hai ông cố nội nào đó. Trời ơi, không biết bữa nay học thuộc chưa, để lát nó hát hồi sẽ bị chỉ điểm. Tôi quay qua cái con người mới nhẹ dạ nói lên: "Ý, thôi chết, thôi chết, thôi chết." Thì tôi không có để ý. Thì bây giờ tôi nhắm cái màu áo hả? Màu áo, một trong hai ông số 7 hoặc số 5. Nên là tôi thấy quen, tôi nhớ là màu sẫm, không phải là màu số 2 này. Như số vậy, 5. Không phải màu số 3. Yes. Thì chỉ có hai ông số 5 với số 7. Số 5 bán lẻn rồi kìa. Đi cái gì mà nói là chưa hợp bài. Không, nhưng mà mình đơn giản nè, mình nhìn cái cách đứng của anh đó và cái cách đẻ tay chân rồi tất cả mọi thứ nó đều không có rõ ràng, nó cứ cà chao á. Nó không mất có thoải mái. Dạ dạ. Cảm giác đó, cần phải co rút người lại. Đó là cái cảm giác mới đi toilet. Thì khả năng là anh số 5 này hát không hay là rất là cao. Đó, thấy chưa em? Mai mốt có đi cái vụ đó làm ơn kín kín miệng nha. Con Quỳnh, em thấy sao về bạn này? Bạn này là một người làm dịch vụ. Chưa chắc là bán bắp đâu, nhưng mà là một người làm dịch vụ. Bởi vì bạn ấy cười nói rất là đon đả, rất là tươi. Thì làm tạo cho em có cái cảm giác là tin tưởng. Và mà nếu như để nói bạn này hát hay thì em nghĩ bạn này chắc hát không hay đâu. Đúng, không hay đâu, nhìn cái dáng đứng là biết. Mà tại sao mình... Số 6. Khoan, dừng lại. Mình không nghĩ tới một điều. Điều gì? Ban tổ chức gài người đi toilet. Sâu tới mức đó luôn đó. Đúng hả? Không? Trời đúng ơi. Chưa? Anh ơi, rõ ràng đúng. Theo Giang nói suy luận hoàn toàn hợp lý. Đôi khi người ta tuồn người vô. Người ta thí dụ vừa thấy em vô, bù bốn đứa vô chụp liền. Tôi mà làm mỗi chứ không quen nha. Ừ. Ghê thiệt mà em ơi, nếu như mà cái nhân vật này nguy hiểm đến như vậy, tốt nhất loại liền vòng một cho anh. Ừ, phải loại chứ. Số 6, chúng ta đi tiếp nào. Cô ấy cầm một cái sắp bánh tráng trên tay và cũng đã giới thiệu luôn công việc của mình làm bánh tráng. Ở sáng đâu, ở đâu ra làm bánh tráng mà có hàng lông nheo đó. Ở đâu ra làm bánh tráng nắng nôn mà có cái làn da mình như vậy. Không, chúng ta mới nghĩ rằng là bánh tráng là gia đình làm, thì lúc quay hình là muốn về quay gia đình, quay cái nghề bánh tráng cho nó lạ, bởi vì từ trước tới nay hai mùa rồi chưa có nghề đó trong chương trình này. Quan trọng thí dụ có làm bánh tráng phụ cha phụ mẹ, thấy không, bận bộ đồ bình thường, ít ra tay bạn này nè, thấy không, đây nè, trang hoàng đây, nhìn đúng theo cái phong cách của bạn. Thí dụ về bận bộ đồ bình thường, mắc cái gì phải thay một bộ đồ lam lũ vô làm như là mệt mỏi, làm ra dẻ để kia đồ. Mà trong khi cái lông nheo bén lượng. Cô này chắc cũng thích ăn bánh tráng. Thường phụ nữ thì thích ăn những món mà có liên quan đến bánh tráng, cuốn cuốn gì đó thì trời, chắc là quán tôi nhiều món đó lắm. Bánh tráng cuốn thịt luộc thịt xíu chắc rồi. Chắc là cô ấy ủa gì vậy? Gì vậy? Quảng cáo. Mua gì? Mua tới ấy. Nhưng mà cô này, cái gương mặt này chỉ cần
trang điểm sửa soạn một chút thôi thì cô ấy sẽ rất là rực rỡ trên sân khấu. Nhưng mà cô này bolero á nha. Có thể bolero, có thể là dân ca quê hương bolero là dòng nhạc của cô ấy. Em nghĩ là chị này hát được đó anh ơi. Bỏ qua chi tiết là bịch sắp bánh tráng cầm trên tay có vẻ rất là hấp dẫn. Nhưng mà em không thể nào bỏ qua cái vẻ bề ngoài của chị rất là đẹp, rất là phù hợp và sáng sân khấu. Lúc là hồi nãy nghe chị đó nói lên một câu hay là hát lên một câu gì đó, cái nốt rất là cao, rất là thanh đúng không ạ? Thì không thể nào mà không biết hát được. Em nghĩ chị này hát rất hay. Bolero á. Con Trang, em thấy sao? Em cũng nghĩ là bạn số 6 này hát hay. Em cũng đồng ý với bạn luôn. Tại vì nhìn bạn bình thường thì thấy mấy người đẹp á thì thường là hát dở. Nhưng mà bạn này thì cái kiểu của bạn là rất là chăm chút cho ngoại hình của mình. Nhìn nó kiểu rất là nghệ sĩ. Mà thường những người điệu điệu như vậy thì thường là tham gia nghệ thuật. Và em nghĩ là vậy là các bạn đều đồng thuận ý kiến với nhau rằng bạn này hát hay đúng không? Tiếp nha. Số 7, bạn này là vận động viên bóng rổ. Trong căn phòng lúc này vẫn có thêm một người đàn ông thứ hai. Và người đó cũng mặc áo sẫm. Đây là đối tượng tình nghi thứ hai. Đây là đối tượng tình nghi thứ hai. Chứ không có nào mà thoát được. Ông đừng có ra cầm trái banh là tôi nhận ông ra. Anh ơi, em để ý nha, có một chi tiết rất là đặc biệt trên khuôn mặt bạn này nha. Có vận động viên bóng rổ nào á mà tỉa lông mày gọn tơn vậy không ta? Không, khi chân mày thiệt của ta vậy đó em ơi. Có phải là lông mày của bạn ấy nó rậm và nó ra cái đường như vậy có đó? Có những con người cái chân mày họ tự động bén, tự nhiên đẹp, y như tỉa. Không, nhưng mà bạn này cũng có thể là bóng rổ thiệt đó. Nhìn những cái động tác chơi thể thao đúng rồi, là rất là nhanh nhẹn hoạt bát và rồi tự nhiên. Vào đi bóng rổ thiệt thì sẽ cao hơn bạn này nhiều. Thì có thể là chơi thể thao nhưng không phải là vận động viên thôi. Nhưng mà cũng có chơi đi chơi bóng rổ, chơi thể thao. Kiểu là biết sơ sơ thôi chứ còn thấy bạn cách bạn đi bóng này nó cũng không có được được mà lắm. Quan trọng là hay hay không hay nè. Em nghĩ bạn này là dancer. Dancer là hát hay hay không hay? Thì hát hay đâu biết đâu, đâu biết hay không hay. Bạn này là thật ra cũng có thể là hát hay. Vâng ơi, em thấy sao? Trong bạn này có vẻ rất là đáng tin cậy, kiểu như vậy. Không có cảm giác là bạn này hát không hay. Nhưng mà cái câu chuyện mà Trấn Thành đã nghe được trong toilet làm cho chúng ta phải hoài nghi. Không, em thấy hoang mang lắm á. Thôi đừng tin lời Trấn Thành nữa, tin đến đó đủ rồi anh. Cái gì vậy trời? Hãy tin vào trực giác của mình đi. Nếu như mà hai người bạn ấy là những người hát hay thật sự, họ không cần phải lo sợ, họ không cần phải bàn mưu tính kế. Đúng không? Bình thường vô thôi. Họ đâu có sợ người ta giạch mặt. Một phút để các bạn bàn luận cùng với nhau. Bắt đầu. Hết giờ, ưu tiên cho phụ nữ trước ha. Tiêu cho Như Quỳnh. Em chọn ai? Dạ, em xin chọn bạn số 5. Căn phòng đó đó. Cái này là ý trời rồi ha. Thiệt á. Đừng trách Trấn Thành em ha. Bên kia mà không chọn là bên này cũng một lòng hướng biết về số 5. Biết mà. Vậy là bên đội Trấn Thành sẽ chọn số nào đây? Này, đáng lẽ em gửi trọn niềm tin rồi đó. Thật sự ra cô giáo dạy mầm non khả nghi lắm. Tôi chưa từng thấy ai như bà. Bà không có tự tin. Người ta đứng ngay trung tâm chánh điện. Bà đứng đầu ngay cái mép số 1 kìa, thấy không? Bà còn che cái mặt nữa. Đó, bây giờ bà mà sải chân cái này bà té ập mặt xuống đất. Tại do người ta không tự tin. Người ta thích nép mình vào một nơi nào đó để tìm cái điểm tựa. Đó là cái cảm giác của những người không tự tin. Ví dụ như Châu Đăng Khoa. Cái người không bao giờ tự tin trước đám đông. Đúng không? Ngồi thì hay dựa ghế lên nè. Ngồi thì hay dựa ghế. Ăn bận quần thì kéo lên tới nách. Châu Đăng Khoa. Dạ. Em nghĩ sao về lời đề nghị của anh? Em cũng nghĩ vậy. Tại vì thật sự là trong bạn có gì đó rụt rè lắm. Vậy là các bạn quyết định chọn số 1 Mr. Mẫu Giáo. Đó là sự lựa chọn của hai gia đình. Và xin mời số 5, bạn hãy thể hiện giọng hát của mình trước. Ê, dạ, sao? Bà Banh, Banh, Banh. Sao cái áo ướt ướt kìa? Banh, Banh, Banh. Cái nhạc này là Banh rồi.
năng là anh số 5 này hát không hay là rất là cao. Nếu như để nói bạn này hát hay thì em nghĩ bạn này chắc hát không hay đâu. Anh ơi, rõ ràng đúng. Theo Giang nói suy luận hoàn toàn hợp lý. Sao Vân thấy bạn này quen lắm Thành? Quen không? Quen. Tôi quen luôn. Dù khổ thế nào thì tình vẫn mãi không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn. Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Cũng xem như chẳng quen. Tình ơi, sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang, cho đời lắm ê chề. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi. Coi như mình đã già, thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi. Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến. Dẫn duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Quá rõ ràng, ban tổ chức đã cài người. Em ơi, có phải em là cái nhân vật trong cái căn phòng đó không? Dạ đúng rồi. Em cùng với ai vậy? Em cùng với bạn nào vậy? Giờ chỉ điểm luôn. Hồi tội nghiệp đó. Chán thì tự nhiên nói à. Có duyên hồi tội nghiệp nó. Ê, như vậy thì nói nghe là rút kinh nghiệm không? Mai mốt vô trong đó là im lặng, không nói tiếng nào trơn. Mạnh ai nó đi xong đi ra, nghe không? Em chào các anh chị, em tên là Việt Thắng, em năm nay 24 tuổi, em hiện là biên tập viên. Biên tập viên của chương trình gì? Dạ, biên tập viên của chương trình giải trí. Đừng nói giọng máy giọng ai nghe. Dạ không, không phải chương trình này. Biên tập viên của một chương trình giải trí mà không nói ra. Có gặp chị Ốc làm chung chương trình đó chưa? Dạ em đã từng gặp chị rồi. Có rồi, đúng rồi. Em có điều gì muốn nói với anh Trấn Thành không? Dạ em cảm ơn anh. Nhờ anh phải bị loại đúng không? Dễ thương quá, cảm ơn anh. Sâu sắc dễ sợ luôn. Tôi nói cho bạn nghe, tôi không hề có ác ý. Tôi là người chân thật. Tôi chỉ kể lại câu chuyện tôi đi vào trong căn phòng đó và gặp gỡ hai người đàn ông. Quyền quyết định còn lại mọi chuyện là do cô gái họ Tiêu kia. Bạn có Tiêu là do cô Tiêu cô làm cho bạn Tiêu hôm nay. Rất dạ. Là rất là xin lỗi bạn. Tại vì mình thấy bạn cười tươi quá cho nên là mình có nghĩ bạn là một người làm dịch vụ, cho nên là không có biết là bạn hát hay như vậy. Những lời của anh Trấn Thành là gợi ý thì cái đó chắc là do em suy luận sai anh, cho nên là em đã lỡ đoán bạn hát không hay. Em đang rất là tiếc. Rất là tiếc khi mà mình đã loại ngay một cái nhân tố hát hay từ cái vòng đầu tiên. Tạm biệt em nha. Mời em. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của bạn số 1. Ban, nhạc này là ban á. Coi cái tai nhịp kìa. Bảo Anh đúng không? Bảo Anh, cô Anh. Cái tai kìa. Yêu người vô tâm. Dạ đúng rồi. Cái tai kìa. Cô giáo dạy mầm non
Nếu mà đẩy cái giọng dạng lệ rơi vô thì các cháu nó làm sao ngủ được. Cái mái tóc đó, cái hàng lông mi đó không phải là một người làm công việc chăm trẻ mỗi ngày. Có thể chị này sẽ biết hát. Em thì em nghĩ là bạn này hát không được. Dạ dạ. Cầm bê. Dạ dạ. Cầm bê. Dạ dạ. Là nước mắt tôn âm thầm, là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng. Đời anh mới biết đêm dài. Bà lùa quá vậy. Tin anh chẳng chút nghi ngại vì yêu. Từ. Từ từ. Nhưng hối hận cũng không kịp nữa. Nhìn lại người con gái anh từng rất thương yêu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quýt hoa ban đầu anh sợ đâu nhớ. Nên rồi tất cả bình yên em đã có, để rồi đau thấu đến ngàn lời. Nhớ một thời ai hứa không xa rời, tưởng rằng về may mắn khi được ở bên anh. Chỉ tin ta ngỡ tồn tại suốt đời, ngỡ sẽ yêu lâu dài, ai ngờ không phải. Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối, để rồi đau thấu đêm trời. Phút xa rời ai cũng cạn lời. Thật lòng em đã nghĩ anh từng rất yêu em, thật lòng yêu đến cuối cuộc đời. Chẳng để tâm bao dòng lúc nào sẽ tới, chỉ là chút lúc lòng phải không anh ơi, chỉ là giây phút nhất thời. Chết duyên trời đã khiến ta xa rời. Đó, mặt buồn mặt buồn. Hát mà nuốt nước miếng quá trời. Ra tới đây tay gõ nhịp, anh Trấn Thành vẫn còn hoang mang là không biết lựa chọn đúng hay sai đó. Em quá đẹp, thấy không? Mà em hát hú hồn. Em tên gì? Em tên là Quỳnh Hương, em là sinh viên năm 2 trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha, chào tạm biệt em. Như vậy là ở vòng 1 thì đội của Trấn Thành cho Đăng Khoa Thu Trang đã đoán chính xác là người hát không hay. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 2, vòng siêu diễn. Vòng này thì các bạn ấy sẽ diễn cho chúng ta xem bằng cách là nhép miệng một đoạn bài hát của ca sĩ nào đó, và chúng ta dựa trên đó để đánh giá rằng bạn này là biết hát hoặc là hát không có hay, và cuối cùng chúng ta phải chọn ra một người như vậy nha, chọn ra một người hát không hay. Đầu tiên sẽ là bạn số 2. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Oh ho! Nãy giờ ta đang đứng hát, ông Khoa cái bấm khiều tôi, anh Thành, anh đẹp trai quá. Nhưng mà sao cái anh này lúc anh hát anh cái chân mày anh diễn liên tục hả? Cái ông này đó bước ra, ông này có chất nghệ sĩ trong, có cái sự mà gọi là đào hoa ở trong, thành thử ra là ông này cũng dễ sợ lắm. Nhưng mà thấy có vẻ không tự tin. Đây nè, ông này nè là ha, lâu lâu mà thí dụ mà đi đâu cua ai đó là nhấc mép rồi đá lông nghe là thấy ghê lắm. Đeo cái mắt kiến che là thôi, ông này cũng ghê lắm nè, chứ không phải không đâu. Thả thính gì lắm hả? Thả thính cái e thả thính hát hay.
Em thì nghĩ là bạn này không phải là không tự tin đâu mà là diễn xuất á, giống như là bên ban tổ chức đồ kêu là em nguy hiểm nó hại lên em. Đúng nguy rồi. Hiểm lên em, nguy tỏ hiểm. Ra nguy hiểm lên lương cao, lương cao đúng lừa được những người gọi lừa là được, lương cao lừa được lương cao đúng là khi mà anh này bước lên có chút gì đó rụt rè không tự tin nhưng mà em được. Thấy có tự động hát hay không? Cái mặt diễn rất là đạt anh ơi, tuy là cả người cứng đờ ra hết đó nhưng mà mặt diễn tốt. Nãy giờ trong lúc mà chúng ta nói là bạn ấy vẫn đang giật lông mày. Giật rất nhiệt tình. Cái đó chắc là một cái tật rồi. Chưa đâu. Bên lông mày là giật chứ bên tay kia nó sụi dần nha, bởi nãy giờ có cái sự quíu nhẹ. Bạn này là sợ đả kích. Không chịu nổi áp lực dư luận. Bây giờ khoa, em nói anh ta đẹp trai. Hãy phân tích nhẹ về người đàn ông này. Cái khẩu hình miệng của ảnh mà khi ảnh nhép á rất là nắng nót, rất là điêu luyện và khá là điệu nữa. Có cái sự búng nhẹ đúng không? Đúng rồi. Ok. Tiếp bạn số 3, mời em. Không như bây giờ biển là hoang vắng lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển chẳng nỗi đau tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất một cái sự khả nghi không hề nhẹ. Bạn ấy vẫn còn niềm răng. Và quan trọng là bạn này chắc mình phe diễn viên. Hồi nãy nhép còn bày đặt liếc qua Châu Đăng Khoa. Không, đó là chung. Cái giây phút bạn ấy phân tâm bởi điều gì? Một đây. Châu Đăng Khoa vừa nhúc nhích qua cái là dạng như là à có người đang bàn tán về mình là hay liếc là qua liền. Hay là số 3 nó khoái hơn Khoa. Không, ổng đang nhìn Khoa với một cái thắc mắc là cái bằng cá nhân nó mua ở đâu thôi. Nhiều khi Khoa nó khoái hơn số 2 mà ổng số 3 là khoái hơn Khoa. Nhưng mà nhìn có cảm giác là hát hay không? Dạ không. Không. Em thì em thấy bạn này là dạng như không tập trung. Và mà mọi người mà không có tập trung rồi nhép vậy mà cái quan trọng nhất là cái cách biểu tả nó không có vô, không có khớp. Nói chung không là nó là hồi hộp hồ, hết tất cả mọi cái, thứ. Cái bài hát này nó không có phù hợp với không. Cái phong cách của bạn ấy. Đừng có đùa nha. Có khi ở mắt hay đó. Hồi nãy, khẩu hình hồi nãy là khẩu hình lệch lạc. Nó không có dính. Với lại là bạn này thì em quan sát thì thấy cảm thấy là bạn bị dư lượng rất là nhiều. Với một người như vậy thì ông sẽ bị đớt. Mà đã vậy còn niềng răng nữa. Và với một cái khẩu hình như vậy, xác suất hát hay rất thấp. Em cảm thấy bạn này đúng là thiên về diễn viên anh ơi. Diễn rất là tốt, rất là nhập tâm. Nhưng mà để nói mà bạn hát hay thì em chưa nghĩ. Dạ. Tiếp theo, cô gái bán sưa chiên số 4. Hay ha. Có em có cảm giác bạn đó em có cảm giác rồi đó, em biết hát ra nơi vậy. Thấy cái tướng bước ra là thấy hay rồi. Đi tự tin khoan thai. Cái thứ hai, nhép. Bạn dùng cái này nè, cái môi trên bạn dảnh lên. Bạn dùng cái này là không chừng có học nhạc luôn nữa. Biết âm thanh phát ra từ răng. Bạn điều khiển cơ thể nó cũng rất là vừa phải. Đúng như Thành nói luôn là bạn kiểu như bạn dựng đứng âm thanh lên vậy anh. Lúc này em dự đoán là bạn hát không hay nhưng mà sau khi nhìn thấy bạn á là em đã thay đổi suy nghĩ. Thay đổi suy nghĩ, con Trang thì sao? Cảm giác đầu tiên thì thấy hay rồi đó. Nhưng mà sâu hơn nữa thì không biết. Quỳnh. Em nghĩ bạn hát hay. Hát hay. Vậy là mọi người thống nhất ý kiến với nhau là bạn này hát hay. Tiếp theo bạn số 6. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn em nha, mời em về chỗ. Căng thẳng ha. Sao căng? Cách mà bạn ấy nhép á, cái khuôn miệng của bạn ấy nó rất là đẹp, nó tròn đầy, chuẩn từng chữ một luôn, chứng tỏ là bạn ấy cũng rất là tập trung vào việc bạn ấy đang làm. Và có thể là việc hát cũng rất là quen thuộc vì bạn ấy hát mỗi ngày. Chỉ có điều là đúng là bạn ấy hơi căng. Không biết là do bạn ấy không quen hát nhép, bạn ấy chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu. Không, ai đứng lên đây cũng sẽ căng hết trơn. Có hàng tá con người ở dưới nhìn lên chăm chút từng cọng tóc, từng nếp nhăn quần áo, từng cái cục mụn nổi lên, ai mà không căng. Mình bị lúng túng đó đúng không? Dạ. Em có cảm giác với bạn này. Nửa hay mà nửa không hay, không có cái gì rõ ràng cả. Tại vì anh thấy cái gương mặt bạn này nè, nó cũng xinh xinh, rồi một cái bài hát nó cũng nhẹ nhàng, nó đều đều á. Và cái trường hợp như bạn này nè cũng từng xuất hiện trong chương trình của mình rất là nhiều, cho nên là không có tạo cho mình một cái ấn tượng gì nó quá mạnh. Em thì em thấy có vẻ như bạn này hát hay, nhưng mà cái kiểu giống như là đang kiềm chế lại á, đang cố gắng kềm lại để đừng có bị làm diễn quá, diễn lố là sợ. Nhưng mà cuối cùng nó lại lộ ra những cái mà hơi lúng túng của bạn. Cho nên là nó bị cái cảm giác đó, giống như là kềm lại cái khả năng của mình á. Cá nhân em thấy là cái khẩu hình miệng bạn này sinh ra là để hát luôn. Khi mà cái miệng bạn khá là rộng, với lại là cái hàm răng của bạn á là nó có một cái độ hô nhất định. Không, anh những cái người mà như vậy á là cái đó là cái khẩu hình mà rất là thuận lợi để cho việc hát phát ra âm thanh rất là đẹp. Là cái miệng của bạn là sinh ra là để hát á. Em cũng không cảm thấy bạn này hát hay đâu, giống như là đang nhép theo một bài hát thôi. Thì vừa cười, nhưng mà bạn này có quen đứng trước đám đông rồi, có thể là bạn không phải đi ca sĩ mà bạn bán trà sữa hay gì đó, bạn là người diễn thuyết, hay là bạn là một cái người tính cách dạng diễn tí thôi. Tiếp bạn số 7. Một lời nói, anh chờ em mãi rồi. Tại sao chẳng nói nên câu để chúng ta như ban đầu? Hãy quay trở về đi em, năm tháng trôi qua anh vẫn chờ. Bên chàng này thì sao các bạn? Thằng ấy lại tỏ ra nguy hiểm như vậy ta. Cậu này hát không hay đâu thiệt. Mà bạn ấy táp cái nào cái nấy là y bon luôn. Mà táp cái đoạn cuối còn bà đặt rung rung miên. Dạ, nếu như mà nói về hát mà hát đúng anh thì bạn hát sai lắm. Tại vì là khi mà hát á là phải nhấp cái này lên thì chữ nó mới sáng. Còn bạn là cứ bị hát ở dưới á, là cái khẩu hình dưới nó cứ rung hát bằng cái này. Bạn hát nhưng mà giống như đang nói, đúng như là đang thoại cái câu đó khi mà chia tay người yêu vậy. Cho nên là em nghĩ là bạn này chắc hát không được đâu. Biết đâu cái anh này là cái anh chàng hồi nãy cố tình bao che đúng không? Bận áo sậm mà. Chân Thành nói bận đồ sậm là có mình ổng thôi đó. Trong kia này nó tội nghiệp nó lắm không nói. Như vậy đây là hoàn toàn có thể là nhân vật còn sót lại trong căn phòng. À mùi nhá. Khoa, em gật gù tâm đắc với điều gì? Khoa nó đã có sự lựa chọn của nó. Nó nói là cô số 6 sinh ra để hát, chắc là chọn cô số 6 cho vòng cuối. Em vẫn giữ quan điểm bạn này là dancer. Dancer, tức là hát không hay đúng không? Rồi, mình họp đi. Một phút để họp, bắt đầu. Thời gian đã hết. Mời đội Trấn Thành. Người ta thường nói rằng vào ba là ra bảy. Thì đội của em có sự chú ý đặc biệt dành cho anh chàng số 3 và anh chàng số 7. Với anh chàng số 3 thì một loại khẩu hình lệch lạc để làm lung lay cái sự tin tưởng của tụi em dành cho anh ta. Và với anh chàng số 7 thì em nói là nhân vật đã bị tình nghi, là người đàn ông còn sót lại trong căn phòng ammoniac. Vì vậy cho nên theo thuyết âm mưu thì chúng tôi sẽ nhường lại cho khách mời. Nói cho cô là tưởng sao đưa qua cho đơn khoa. Nếu như giữa hai bạn này thì nhìn bạn số 7 có vẻ sẽ giống ca sĩ hơn, vậy nên để cho an toàn thì em sẽ lựa bạn số 3. Bạn số 3. Còn bên đội của Quỳnh, họ đã vào rồi.
Chà là một cặp luôn đó hả? Em đã rất là rối trí á, là tại vì là họ đã vào rồi. Em không biết em chọn trong căn phòng đó thêm bạn này nữa thì em có mang tiếng ác không mà lỡ như này. Cô gái, cô gái theo sát những dấu chân đàn ông. Không được đâu anh ơi. Là gì? Số mấy? Mạnh mẽ lên. Số. Bạn chọn bạn số 7. Đó, thấy không? Rồi, một cặp là do em nó quỳnh nha. Nha. Từ cái câu chuyện của Trấn Thành mà em tiễn một cặp bạn thân. Tiễn luôn một cặp bạn thân ra được. Thì mặc dù cái anh chàng kia đã cố tình bao che, không tiết lộ danh phận của người bạn đó, không thoát được. Nhưng không thoát được cặp mắt tinh tường của Tiêu Dao Như Quỳnh. Lưới trời lầm lộng. Lưới trời lầm lộng, ti thưa mà khó thoát. Số 7, mời em hát trước. Phiêu kìa. Phiêu. Bà liệu em quá vậy. Dạ nếu như mà nói về hát mà hát đúng anh thì bạn hát sai lắm. Cho nên là em nghĩ là bạn này chắc hát không được đâu. Em vẫn giữ quan điểm bạn này là dancer. Sao bạn ấy lại tỏ ra nguy hiểm như vậy ta? Cậu này hát không hay đâu thiệt. Như vậy đây là hoàn toàn có thể là nhân vật còn sót lại trong căn phòng. Mà là Trấn Thành. Đã tung tin nhũng nhiễu là chúng ta sai lệch. Mà nãy giờ người sai là đội của Trường Giang đó. Phải chi mà đội Trấn Thành chọn cái con số đó đó. Đó là chuyện khác rồi. Em đã nói lại rồi, em không hề có một cái dấu hiệu gì mà gọi là kêu các bạn ấy chọn những người đàn ông này. Tôi chỉ kể lại câu chuyện tôi đã từng nghe trong toilet. Bây giờ em xác nhận đi, em có phải là cái người đàn ông còn lại trong căn phòng đó không? Đúng, đúng là em. Chính hẳn.
Bây giờ hỏi luôn này, cái câu chuyện đó là gì? Cái câu chuyện đó là gì? Câu chuyện đó là tụi em tự nhiên tập thì rất là đều, nhưng mà hôm nay vô sáng hát lại sai tông, nên hai đứa cứ lo với nhau hay nói chuyện nhau vậy không? Anh nghĩ thấy chưa, em nói hoàn toàn nói thật. Có nghĩa là hai bạn ấy đang lo lắng, thì lo lắng thì hoàn toàn vẫn có thể là người hát dở họ lo cho họ, và người hát hay họ cũng tự lo cho bản thân mình. Chị xin lỗi em, đại diện cả đội xin lỗi em. Chị muốn biết tên em. Em là Vĩnh Nghi. Em năm nay 23 tuổi, em đến từ một công ty giải trí. Nghi ơi, mai mốt nha, cô đi đứng coi kỹ, gặp ai bất cứ ai em cũng phải đặt dấu hỏi khả nghi nha em. Nhớ là tránh anh Chấn Thành. Cái kết quả này tự bản thân chị là rút ra hai điều. Thứ nhất là nên tin vào những câu chuyện Chấn Thành nói. Đúng. Thứ hai là không nên quá vội vàng đánh giá về đàn ông chỉ vì một phút họ tỏ ra nguy hiểm. Đúng, vậy đừng suy diễn. Phụ nữ hay suy diễn lắm. Từ từ cạn suy. Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến với chương trình. Vậy là hết hai ông hát hay bị loại khỏi chương trình bởi một tay em đó nha Quỳnh. Em cũng không còn lời gì để nói nữa. Hai dòng là em trắng tay rồi đó. Khoa, em đã chọn soái ca số 3 Niền Răng đúng không? Soái ca Niền Răng số 3. Bây giờ mời em bước lên sân khấu và hát cho mọi người nghe nào. Có khi ở mắt hay đó, khấu hình lệch lạc nó không có dính. Em quan sát thì phải cảm thấy là bạn bị dư lượng rất là nhiều, với một người như vậy thì không sẽ bị đớp. Xác suất hát hay rất thấp. Để em nói mà bạn hát hay thì em chưa nghĩ. Dạ, cái cách biểu tả nó không có vô, không có khớp, nói chung là nó thấy nó hời hợt hết tất cả mọi thứ. Chưa quên, khẽ sưởi ấm đôi môi
từ bao ngày xưa đó, mỗi sáng sớm có anh kề bên em, chắc có lẽ sẽ không thể mong quên từ bao một thói quen đâu phải dễ. Đúng là từ bỏ một thói quen không hề dễ dàng. Để từ bỏ một thói quen hoài nghi người đời, anh phải mất thêm một thời gian nữa. Anh thành thật xin lỗi em trai. Và hiện tại đã ba người hát hay bị loại. Mà cái điều đặc biệt là ba người hát hay đều là ba người đàn ông. Thị trường địa ốc về giọng hát đỉnh hiện lại sàn giao dịch của chúng ta hiện nay đang sôi nổi hơn bao giờ hết. Em giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Nhân, năm nay em 21 tuổi, em đang là sinh viên trường đại học Cao Sầu Nhân Văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn may mắn là bạn có cái giọng rất là dễ nghe và rất là bắt tai. Thật sự thì tôi lại nhớ là cái khẩu hình này á là giống ai rồi, cũng một người hát rất là hay luôn, đó là Trung Quân, cũng cái miệng chúm chím như vậy mà cũng vậy đó. Mà em ơi, em đẹp trai lắm, em phải giảm cân lại chứ em để như vậy đâu có được. Em muốn làm ca sĩ không? Dạ cũng có. Giảm cân ngoài tập thể dục ra giảm cái miệng lại, bớt ăn lại. Đừng nói nha, đang chửi ai vậy? Anh đây, anh đang chửi anh đây. Ngày xưa anh rất là để ý đến body của mình. Em thấy không, những cái clip trước của anh lúc nào cũng thon gọn. Từ ngày lấy vợ sống chung với một cái người tên là Heo, cái nếp của vợ em ăn thì nó tới một cái tiệm là nó phải kêu cho ngần hết món ăn ngon của cái tiệm đó. Mỗi món nó rất là khôn, nó thử một miếng, phần còn lại nó bắt em thồn. Thì em hỏi anh, có người nào mà không mập với nó? Anh nói ra là em, anh chúc em sẽ trở thành ca sĩ tay đẹp trai hát hay đúng không? Cho giấc mơ bay xa đi cưng. Cảm ơn em đã đến với chương trình, chào em nha. Ba người hát hay đã bị các bạn loại. Thị trường hiện nay lệ quyên thì ít, lệ rơi thì nhiều. Tôi đang rất là lo. Và hai người đàn ông hát hay được một tay họ tiêu tiễn đi chỉ vì một câu chuyện đơn giản của tôi suy luận vớ vẩn. Chúng ta đến với vòng tiền thứ ba, vòng lộ diện. Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ở vòng thi thứ ba này thì ba người bạn còn lại của chúng ta mỗi người sẽ diễn một cái tài lẻ của mình, và sau đó mình sẽ nhận xét và đánh giá xem bạn nào hát hay và bạn nào hát không hay. Cuối vòng này chúng ta mỗi nhà sẽ chọn ra một người là hát hay. Trước tiên xin mời bạn số 2. Mời em về chỗ. Tiếp theo, số 4. Mười cọc hai năm một lần trúng sổ số, sắp mua được ô tô lại hộp 4 năm số, trúng 100 đồng Việt Nam chưa có đủ bù lỗ. Cảm ơn em. Và cuối cùng cô gái làm bánh tráng số 6, mời em. Trời ơi, mấy bà biên tập ác dễ sợ. Ôi cái gì vậy? Trời đất ơi, anh vẫn đợi. Anh đừng đây. Đẹp ơi, đẹp rồi con. Cảm ơn em. Rồi mời các em lên đây với anh. Lên đây. Ở đâu ra cái màn bới cơm vậy? Chơi bánh đũa. Ừ, chơi bánh đũa. Đúng rồi, chơi bánh đũa. Mát xa mặt á. Mát xa mặt, cái tắm rửa thôi được rồi. Cởi áo ra thôi, mở tắm tiếp đi vô phòng. Bây giờ thì các bạn hội ý với nhau đi nào. 1 phút bắt đầu. Hãy
Rồi, xong rồi đó. Các bạn có sự lựa chọn cho mình hết rồi đúng không? Mời Trấn Thành. Anh chọn em đi. Em là người chơi, 50 triệu em lấy. Bây giờ em đưa ra ý kiến trước đi rồi anh xào nấu lại cho em nè. Giờ ai hay qua lại nhìn mình cái nè. Cái anh đã banh lạnh thợ với em rồi, em đừng tơ tưởng cho anh nữa. Bây giờ em thấy người đẹp trai, em thích người ta thì em chọn người ta ra hát song ca với mình, thấy không? Hát hay cũng được, hát trật cũng được, đúng không? Ít ra mình được ở gần bên người ta. Đúng. Dòm kỹ chân dung diện mạo lỗ chân lông của người ta. Cuộc sống này mình phải làm những điều đó, biết là mình sống được bao nhiêu ngày nữa. Đúng, cuộc sống mấy nào biết chức định mệnh và có mẹ tự thấy được cái thằng số 3. Em sẽ chọn bạn số 3. Đây là bạn gái đúng không? Dạ. Cô là số 4. Là số 4. Cô này là số 4. Em rồi. Chọn anh số 2 à? Dạ không. Em không chạy theo tiếng gọi của tình yêu à? Không. Ok, bây giờ đó em đã chọn số 4 rồi. Họ tiêu kia. Các bạn đã chọn sự lựa chọn của đội này. Em có thể chọn trùng. Em có thể chọn trùng, em được quyền. Và họ sẽ chọn ngược lại mình. Đúng vậy. Và cái giọng này là phải để hát cho Tiêu Châu Như Quỳnh, chứ phải hát với lại Châu Đăng Khoa. Cũng Châu luôn mà em. Như Quỳnh, em có muốn chọn bạn số 4 không? Cảm giác như là bạn rất là sáng sân khấu và cái thần của bạn khi mà lên sân khấu rất là tốt. Vậy thì chọn người ta đi. Dạ, xin chọn bạn. Rồi, vậy là hai gia đình đều chọn bạn gái số 4. Bây giờ em được quyền chọn ngược lại đó. Em muốn hát chung với lại chị Quỳnh hay anh Khoa? Không, mấy giờ anh Khoa với chị Quỳnh có cách gì thuyết phục em nâng tiếng đi. Bây giờ em muốn chị hát bài gì chung với em cứ nói một bài để chị đứng hát với em luôn. Còn bây giờ em muốn làm ca sĩ thì về đội anh là viết bài cho em luôn. Trời ơi. Cái gì mà nặng tay vậy? Em muốn đi đóng hài về đội anh. Anh diễn hài chung với em luôn. Em ơi, em có thích kem không? Là về đội chị có kem cho em ăn. Chị vậy trời. Rồi mặc gấp đôi gì làm sao? Cái gì chị cũng có hết. Em cứ về đây. Em muốn giữ trẻ không? Về đây. Em muốn có bài hát hay là em muốn đi ăn đi chơi vậy đó, về đây là có hết. Bé, chị Ốc rất có cảm giác rằng là em sẽ lựa chọn đội của chị. Anh Giang với lại chị. Đó là cảm giác của chị thôi. Chị nghĩ và chị tin vào điều đó. Bên chị có món khác nữa. Bên chị có bò, mình ăn bò mình giảm cân được. Ai là người giảm cân thành công nhất? Tôi. Đây tôi. Harry Won, vợ anh. Chú là người giảm cân thành công nhất con. Con nhìn chú đi. Bữa nay chú slim fit ghê không? Trường Giang á là tại đi quay phim bị bỏ đói. Ông đạo diễn ông bắt phải ốm đi cho vô vai. Đừng có nghe lời mấy cái con ngừ đó. Vợ anh mới là người ý chí. Anh sẽ đưa em về cho chị Harry Won tìm cách giảm cân cho em. Chị mê nhảy múa. Chị nghĩ là em có thể cảm nhận được điều đó. Bởi vì nhảy múa là một trong những cách tốt nhất để em thay đổi diện mạo của em. Em đừng có nghe những cái lời dụ dỗ đó. Anh nói cho em biết ha. Chúng ta chỉ gặp nhau từ bây giờ đến cuối chương trình là còn vài phút nữa thôi. Chọn. Cho nên những cái viễn cảnh xa vời đó là không bao giờ diễn ra đâu. Bây giờ quan trọng là em muốn hát cùng ai, em chọn người đó vậy thôi. Thật ra thì ai em cũng muốn theo hết, nhưng mà chắc em sẽ chọn người đầu tiên chọn em à. Đội con trai đi thôi. Sao đây nghe? Yên tâm đi, đừng có vui. Cái vấn đề là bé này hát không hay. Em thấy không, người ta không được em chọn, người ta lật mặt liền. Những người đàn ông như vậy có đáng tin hay không? Bây giờ nè, Tiêu cho chú Quỳnh nè, chọn ai cũng được. Thôi không sao. Quỳnh, em chọn đi, hai người còn lại, người ta từ chối em rồi. Bây giờ anh Quỳnh là hai người còn lại, Khiều là cái đầu cũng dính á. Số 2 và số 6 em chọn đi. 3 giây để lựa chọn. 3 2 1 chọn. Rồi em chọn anh áo kem. Đàn ông áo số kem. 2. Bạn số 2. Chúc mừng hai em, mời hai em vào trong chuẩn bị nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ăn cơm với bé số 6. Có lẽ là do cái phần tài năng lẻ của em làm cho mọi người hoài nghi, không còn ai lựa chọn em nữa. Mặc dù lúc đầu mọi người đều thống nhất ý kiến rằng bé này hát hay. Bây giờ em hãy hát cho mọi người nghe đi em. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Lan và Điệp. Nhịp là chắc ngon à. Đang nhịp tốt quá mà. Mày này Thùy Chi hát hả ta?
hay. Hay hay. Hay hay hay. Em cũng nghĩ là bạn số 6 này hát hay. Có thể là dân ca quê hương Bolero là dòng nhạc của cô ấy. Nhìn nó kiểu rất là nghệ sĩ mà thường những người điệu điệu như vậy thì thường là tham gia nghệ thuật. Em nghĩ là trưa mà hát làm sao mà ai ngủ được mà mơ. Cái này mà giấc mơ trưa gì, cái này là ác mộng trưa. Em tên là gì? Dạ em tên là Trang. Trang làm gì Trang? Dạ em đang học diễn viên tại trường đại học sân khấu điện ảnh. Trời ơi, trường tôi cho hát kỳ vậy. Mà đặc biệt những người tên Trang ở trong trường sân khấu nữa. Em tên là gì, cái gì Trang? Dạ Trương Thị Thùy Trang. Trời ơi quá, tưởng Thu Trang chứ. Bé Thùy Trang, em đang học diễn viên thật hả? Dạ. Học mà học năm mấy rồi? Dạ em học khóa ngắn hạn. Thật sự thì giờ bản chất giọng của bạn rất là căng vang và khỏe và sáng nữa, nhưng mà vấn đề là bạn lạc tông đúng lúc và phô đúng chỗ thôi nên nó diễn viên thì rất là cần cái chất giọng khỏe và sáng để mà thoại lời, nhưng mà còn rất là nhiều những kỹ năng khác nữa mà nếu như thật sự mình muốn trở thành một người diễn viên thì mình cần phải rèn luyện rất nhiều thứ. Rồi chúc em sẽ thành công, cố gắng lên. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Và bây giờ, giây phút hồi hộp đã đến. Hai sự lựa chọn của hai gia đình. Không biết rằng sẽ hát như thế nào đây khi cái thị trường hát dở ngày càng phồn thịnh. Đầu tiên, Tiêu Châu Như Quỳnh. Mời em lên sóng. Có vẻ cũng trầm ấm
Em thì có cảm giác là bạn này hát được. Ông này có chất nghệ sĩ đâu, thành thử ra là ông này cũng dễ sợ lắm, cũng hát hay. Tên anh trong mộng, người yêu hơn. Có lẽ ta mất nhau. Có lẽ ta mất nhau. Có lẽ ta mất nhau. Vì ngày hôm qua em đã xóa tên một người, chỉ còn nơi đây khóc ca vẫn chưa nên lời. Người đâu nào biết. Tiếp. Em không ngờ trong ngày hôm nay em lại có thể được song ca với anh. Khi xa anh em mới nhận ra cô đơn, đời lạc lối chẳng biết đi về đâu. Để từng đêm em vẫn kéo tên anh trong mộng, người yêu hỡi. Có lẽ ta mất nhau thân rồi, vì ngày hôm qua em đã xóa tên một người. Chỉ còn nơi đây khúc ca vẫn chưa nên lời. Người đâu nào biết. Trên đường về con tim em gục ngã, ký ức vẫn còn đây, yêu thương vẫn còn đây, mà sao người đã mãi không quay lại. Tình kính như yêu hơn nào, giờ đã về chốn nào. Xóa bao nhiêu kỷ niệm, đành chịu bao vất vả. Đừng nói đi xa xa, người yêu thật xa xa, cảm ơn em thấy đi. Trơn rồi, buồn đâu mà buồn, cái đêm này vui muốn chết vậy đó. Đây là cái tiết mục hát dở đậm đà nhất của cái mùa này. Mà tôi hái nhất là cái đoạn mà em kéo silo á. Cái đoạn mà em kéo silo biết á. Cái đoạn đó ăn tiền hơn người ta là giọng nam cao nha quý vị. Giọng nam mà nam cao mà nó đẩy được lên tông của Như Quỳnh. Hồi nãy em mà em hát với lại Châu Đăng Khoa là không phát huy được cái khả năng của em. Ba cái nhạc này hát cái gì? Không, cái nhạc này nó mới là cái class của em. Cái class của em là nó nằm ở đây, ở trên cái nóc thượng của Bitexco. Em hiểu không? Cái đoạn
sợ nhất là cái cảm giác mà có những cái miếng kim loại mà nó cọ vào nhau. Lại đây đây, lại đây. Đó, mà hồi nãy em cho chị cái cảm giác nó y chang. Hồi nãy tôi lo cái điều này thôi anh Nghĩa. Hai đứa nó đang cao trào trong cái chuyện gây lộn rồi. Nó hát, nó chửi vô mặt từng đứa, nó chửi vô mặt từng câu. Nó kịp bước ra, mày không phải bước ra. Tôi tưởng nó quánh nhau thôi. Trời ơi, chưa có một cái bài hát nào kịch tính được mà như vậy. Mà anh cũng chưa bao giờ thấy Tiêu Châu Như Quỳnh mà mãnh liệt như vậy trong bài hát của mình luôn á. Hay quá, xuất sắc. Xuất sắc rồi anh. Quá dữ. Xuất sắc, mời em về chỗ đi Quỳnh. Về nghỉ ngơi đi em. Sẵn tiền thì anh cũng chúc mừng em luôn nha. Em cũng là trong top những cái người mà chọn sai hết ba dòng đó. Đây, giờ đây, giờ đây. Về đi em. Về, về, về chị nước biển con. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Minh Quân à, em hiện đang làm văn phòng à. Em nay 23 tuổi. Chà, giọng nói giống giọng hát quá ha. Cái giọng của em là bẩm sinh như vậy luôn hay là sao em? Dạ bẩm sinh. Bạn này giống bạn Khánh Bình. Cái giọng nói luôn, giọng hát giống y chang như Khánh Bình, cái ca sĩ mà hát được hai giọng nam nữ đó. Giọng máy luôn. Nói chung là chúc mừng em, mừng em đang xuất sắc lắm. Cảm ơn. Cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Chào em. Giờ tới Châu Đăng Khoa ha. Dạ. À, giành giật cái cô nàng làm xôi chiên, bán xôi chiên đó. Bây giờ bả mà ra bả hát như là cái chảo dầu sôi là hiểu luôn ha. Chúc mừng em luôn đó, mời em. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dạy hờ, hãy cứ ước mơ mà ai kể anh hờ. Hãy cứ đam mê, hãy cứ vùng về, vì cuộc sống này là thế, yeah em. Nó đúng về mặt cảm giác á, thì là không có hay đó. Nhìn vậy á, rất nội lực. Nhưng mà cái giọng hát đó không có. Em thì cũng có cảm giác là bạn này hát không hay. Lúc này em dự đoán là bạn hát không hay. Em nghĩ bạn hát hay. Hãy cứ đam mê, hãy cứ vụng về, vì cuộc sống này là thế, yeah em. Hãy cứ bước đi, không hối hận gì. Hãy cứ bước đi, không hối hận gì. Hãy cứ bước đi, không hối hận gì. Hãy cứ hát lên để cho mọi người lắng nghe. Hãy xóa tan đi khoảng cách ngại ngần, vì mình chỉ một lần sống. Bước từ anh đi đắn đo gì, đam mê anh đi lắng lo gì. Don't be afraid, afraid it's okay to be me. Say mơ anh đi chẳng ai ngần, ai ai cũng chỉ sống một lần. I'm not afraid, afraid it's okay to be me. Do what you want, do 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 what you want. Do what you want, do do what you want. Oh, do what you want, do 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 what you want. Hey, do what you want, do do what you want. Do what you want, do do what you want, yeah. Do what you want, do do what you want. Do what you want, do 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 what you want. Do what you want, do do what you want. Cho ta chút ánh sáng, đi ra hết con đường dài. Đưa ta chút lạc quan, che chở niềm tin ngày mai. Nếu như ta là bạn, đôi chân sẽ không dừng lại. Tiến tới phía trước, cứ thế ta bước. Để một ngày thế giới họ sẽ biết ta là ai. Tuổi trẻ khắc ghi vào chuyển động trời, ngông cuồng vẫn để đam mê rong chơi. Mặc bao nhiêu đúng sai ngay trong đời, ta luôn đổi mới khi có dông tới. Bước đi ý chí mượt mà, ngăn cản cách mấy vượt qua. Ta làm điều ta thích, đời đời thích điều ta làm. Biển người không ai lung lay được ta. Hôm qua nay đã sao, suy nghĩ tới diễn ta vẫn sáng tạo. Em như lời nói ra vào, em những khó khăn ta sẽ vươn càng cao. Sống chỉ một lần mà ước mơ trong trời, nên hãy làm khi vẫn còn đang thở. Buông bỏ đam mê một phần như con khác sau đời. Kiếp người khác chỉ cảnh gian dở. Ê, 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 ô. Vươn xa con đường dài. Ê, 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 ô. Chỉ trả niềm tin ngày mai. Ê, 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 ô. Đôi chân sẽ không dừng lại. Tiến tới phía trước, cứ theo ta bước. Để một ngày thế giới họ sẽ biết ta là ai. Vượt từ anh đi đắn đo gì. Đam mê anh đi lắng lo gì. Don't be afraid, afraid it's okay.
to be me. Say mirror đi chẳng ai ngần, ai ai cũng chỉ sống một lần. I'm not afraid, afraid, it's okay to be me. Do what you want, do what you want. Do what you want, do what you want. Do what you want. Đã chọn được đúng người hát hay để có thể song ca cùng với em. Cảm ơn em. Rồi, mời em về chỗ nè. Em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, em tên là Phương Hạnh. Năm nay em 19 tuổi, là sinh viên trường đại học Sunderland, ngành quản trị kinh doanh ạ. Giỏi, hát dạ thanh giỏi. Em hát cái tông nam mà em lên quãng 8 luôn. Mà em dạ thanh anh thấy là đa số cũng là êm ả ha. Đó là giỏi. Còn trẻ như vậy là giỏi lắm. Cố gắng nha em, nếu như mà mình muốn đi theo con đường ca nhạc thì mình sẽ trau dồi thêm. Còn nếu như là mình chỉ là để vui, để hát cùng với bạn bè thôi thì vậy là quá tuyệt vời rồi. Khi em nhảy em quên mất cái cơ thể của em. Em có cái chuyển động rất là tốt ha. Cái cảm nhạc của em cũng rất là tốt. Quan trọng hơn hết là cái thần thái tự tin của em ấy, là nó làm cho người ta thấy em đẹp. À, nên em cố gắng em giữ cái điều đó em á. Cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Còn bây giờ mời các bạn. Kết thúc chương trình hôm nay, hai người bạn có mặt tại vòng đặc biệt. Mỗi bạn sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá là 10 triệu đồng. Châu Đăng Khoa đoán chính xác người ở vòng cuối nhận được giải thưởng 50 triệu đồng. Còn Tiêu Châu Như Quỳnh vào top những người mà đoán sai liên tiếp 3 vòng. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình Giọng Ải Giọng Ai hôm nay. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc. Thưa quý vị, chương trình Giọng Ải Giọng Ai Hân Hạnh nhận được sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau 19 giờ tối thứ bảy trên HTV7. Xin chào tạm biệt. Là rất là giống cái gu mà con gái mà em thích á. Làm gì với đời con gái người ta? Rồi bây giờ rủ bỏ trách nhiệm. Anh làm gì em nói đi. Giang à, đón xem Giọng Ải Giọng Ai tập 15 phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 13 tháng 1 năm 2018 trên kênh HTV7.